Vâng, em xin mến chào các bác. Thưa các bác thì đã lâu lắm rồi không có cái gì để bán giá cả. Thì hôm nay em lại có một cái chậu tuyết ngọc đấy, chậu lan kiếm lô hội. Cây này nó thuộc vào cái dòng là lô hội đột biến tuyết ngọc bác ạ. Mà nó có nguồn gốc xuất xứ ở Hải Phòng nha. Đây xin thưa với các bác thì em có một cái chậu này. Đấy, đây là toàn cảnh một cái chậu mà em trồng vào cái chậu mà có đường kính là 25 cm. Cây thì rất là khỏe lực và đều đẹp. Và nó có 6 thân các bác. Đây nha, là em đếm cho các bác này. Đây là một thân này, một thân này, hai thân này. Đấy. Và đây là ba thân này, bốn thân này, năm thân này. Và đằng sau kia một thân nữa là sáu thân. Sáu thân và hai cái măng. Hai cái măng thì đấy, một cái măng đây, một cái măng này nó đã lên rồi. Lên đến đây rồi. Và đây một cái măng nữa. Đấy, đây là toàn cảnh cái chậu tuyết ngọc của em nha. Thì hôm nay em muốn chia sẻ cho các bác. Đây là một cái chậu mà em muốn để làm giống để ươm sang sang năm đấy. Nếu mà em ươm trồng sang sang năm ấy thì sẽ có rất nhiều để chia sẻ cho các bác. Nhưng mà vì hôm vừa rồi đấy đi chơi hôm thứ bảy, hôm qua là đi chơi là sưu tầm được hai cây lan phi điệp nên là hết tiền nó rồi. Thì hôm nay em quay và muốn chia sẻ lại cho các bác. Với cái thứ hai nữa là vườn cũng chật rồi, vườn nhiều. Thì chia sẻ lại cho bác nào chơi nha. Đây, hôm qua em đi sưu tầm được hai cái cây phi điệp này. Vâng, cái mặt bông của nó nha, cái mặt hoa tuyết ngọc này thì các bác đã biết rồi. Và tí nữa thì em sẽ để ở bên cạnh đây cho các bác xem nha. Nó là một cái dòng cây lan kiếm lô hội đột biến rất là đẹp mà giá thành thì lại rẻ phải chăng. Nếu như mà các bác nào mà mới chơi ý, mà sưu tầm thì các bác nên sưu tầm những các cái chậu như thế này. Những các cái chậu như thế này thì về các bác chỉ mua thêm một cái chậu đẹp nữa. Một cái chậu đẹp nữa thì nó có giá trị khoảng 200. Thì về các bác trồng vào thì nó là một tác phẩm luôn, để chơi luôn rồi, đẹp rồi. Và sang năm thì được ngắm hoa luôn. Và nó rất là khỏe. Kia, em còn một cái bụi đấy nữa các bác này. Đấy, một cái bụi đang nằm trên chốc con hạc ấy, con hạc gỗ đấy. Còn một cái bụi này rất nhiều thân. Thì chia sẻ lại cho các bác nha. Sáu thân, xin thưa với các bác là em quay tổng thể xung quanh. Cái này thì đợt trước là mấy bác là bảo tách ra bán nhưng mà em tiếc em không tách, vì một cái chậu đang trồng chơi đẹp thế này mà nó tách ra là nó phí đi, mà nhất là cái mùa này mùa đông nữa,
mùa đông thì mà tách nó nhỏ ra thì nó yếu, mà một cái cụm thế này thì đang đẹp rồi, và giá thành thì nó lại cũng rẻ, nó cũng phải chăng, nên là nếu mà bác nào mà mua được cả cái chậu này về chơi thì rất là thích. Đấy, cả một cái chậu đẹp như thế này cũng không bằng một cái thân này của em, không bằng một cái thân này. Vâng, tiện đây thì em cũng xin quay luôn cái cây xanh Quảng Trị cho các bác xem nha. Sau 3 tháng trồng và chăm sóc thì bây giờ là hai cái măng nó lên cũng đã khá to rồi. Mùa đông ấy, nếu mà mùa hè thì nó còn lớn nhanh. Đấy, hai cái măng xi lanh cũng nằm ngay ở gốc. Phải tiêm chích trừ cây liên tục thì nó nhanh lớn được. Còn đây là như quỳnh, như quỳnh thì đầu năm thì một chậu, bây giờ thì còn có mỗi một thân, mới trồng lên được một mảng. Mới còn được có vậy thôi. Còn làng kim mắm thì còn được hai thân đây. Bán cho bác cái tách bán rồi lại có hai thân đây thì lại trồng ươm sang sang năm. Các bác em xem em trồng nó rất đơn giản, chỉ có vỏ thông không, với sỉ này, với một ít vỏ lạc hun ở dưới. Vâng, và đây là một số những các cái cây nằm trong cái bộ sưu tập của em. Đây là ngọc diệp của em các bác nha, ngọc diệp còn 3 thân. Đây là cây trắng hạ đông, hạ đông đấy, cây trắng hạ đông. Đây là hồng Hà Giang này, hồng Hà Giang của em nó đẻ đầy ra nhưng mà nó yếu quá, cây này rễ nó bị kiệt. Còn đây là điểu hồng, cây điểu hồng bây giờ cũng thành hai thân rồi, thành hai thân với một mảng. Đây là bảo lan các bạn. Vâng, em vừa quay toàn cảnh cái vườn của em để các bác xem. Đây là bộ sưu tập địa lan đấy. Năm nay em trồng gọi là chết mất một chậu, chết mất một cây. Còn lại thì các em nó lên thì cũng khá là đẹp. Mặc dù chăm sóc thì nó chưa được chỉnh chu lắm, vì năm nay tập trung nhiều đến kiếm nên là ít quan tâm đến các em địa lan này. Nhưng mà các em nó phát triển cũng khá là ưng ý. Để nắng nhiều quá nên táp hết đầu lá. Đây em còn một cái chậu lan kiếm mắm. Cái này là lô hội mắm. Nó hàng rẻ, ít người mà không có người không bán nên là nó to đùng. Còn đây là tuyết ngọc. Tuyết ngọc ạ. Tách một nửa bán thôi.
còn có một nửa thôi.